Zealandia, lục địa thứ 8 của trái đất. Chúng ta được dạy rằng trái đất chỉ có 7 châu lục. Tuy nhiên, gần đây các nhà khoa học đã tìm thấy một vùng đất mới, nơi được cho là có khả năng trở thành lục địa thứ 8, vùng đất Zealandia. Đầu năm 2017, i4Science đưa tin các nhà khoa học đã nêu giả thiết về một lục địa thứ 8 gần như chìm hoàn toàn dưới mặt nước ở phía Tây Nam Thái Bình Dương, được gọi là Zealandia. Sự tồn tại của Zealandia được các nhà khoa học biết đến từ năm 1919. Nhưng mãi đến năm 1995, lục địa này mới được đặt tên Zealandia bởi nhà địa lý học Bruce Luzendijk. New Zealand là đất nước nằm trên phần nhô lên khỏi mặt nước của lục địa này, với diện tích khoảng 5 triệu km2, tương đương với 2/3 lục địa Úc. Các khoa học gia nói rằng Zealandia đủ tiêu chuẩn trở thành một lục địa. Hơn 50 triệu năm trước, mảng lục địa có tên Zealandia đã bị phá vỡ trong một vụ va chạm và chìm xuống biển. Cho đến bây giờ, Zealandia luôn là một câu hỏi bí ẩn đối với các nhà nghiên cứu. Để tìm hiểu bí mật của vùng đất bị chìm sâu dưới biển này, một dự án nghiên cứu kéo dài 3 tháng đã được tiến hành trên tàu thám hiểm Jodi's Resolution. Các nhà khoa học đã tiến hành khoan thăm dò tại 6 vùng biển khác nhau dọc theo đáy biển của Zealandia. Các mẫu trầm tích nằm ở độ sâu 2.500 mét dưới mặt nước biển cho phép hé lộ lịch sử 70 triệu năm của lục địa cổ này. Trưởng đoàn nghiên cứu Zero Dickens của Đại học Price Texas cho biết rằng có hơn 8.000 mẫu vật đã được thu thập. Hàng trăm mẫu hóa thạch đã được xác định. Qua phân tích cho thấy, suốt chiều dài lịch sử của Zealandia không chỉ chìm dưới nước biển. Nhà nghiên cứu địa chất Mortimer của New Zealand cho biết, nếu chúng ta có thể rút hết nước đại dương lên thì sẽ nhận thấy các dãy núi và một lục địa lớn nằm trên đáy của đại dương. Trong quá khứ, địa lý và khí hậu của Zealandia đã bị thay đổi một cách đột ngột. Cách đây 100 triệu năm, Australia, Nam Cực và Zealandia đã từng là một phần của một siêu lục địa. Khoảng 80 triệu năm trước, Zealandia đã bị tách ra khỏi khu vực trên và chìm xuống biển. Zealandia từng là một phần của Australia cách đây 75 triệu năm. Sau đó, lục địa này bắt đầu phân tách và dịch chuyển dần về phía đông bắc. Sự dịch chuyển này ngừng lại cách đây 53 triệu năm. Giáo sư Neville Axon, Đại học Quốc gia Australia cho biết chuyến thám hiểm cũng sẽ làm sáng tỏ những thay đổi chính trong hoạt động kiến tạo mảng địa cầu. Đáng nói là phần chìm lục địa Zealandia sở hữu một lượng lớn khoáng sản, nhiên liệu hóa thạch và khí tự nhiên. Ngoài ra, thông qua nghiên cứu chúng ta sẽ có cái nhìn mới và hoàn thiện hơn về trái đất. Cùng với đó, lục địa thứ 8 sẽ sớm thay thế cho kiến thức thông thường về việc trái đất chỉ có 7 lục địa mà chúng ta biết hiện nay. Nếu lục địa Zealandia thực sự trở thành lục địa thứ 8 của trái đất, thì chắc chắn đây sẽ là một nơi phát triển với sự ưu ái của thiên nhiên. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là bản đồ thế giới và Atlas sẽ thay đổi mãi mãi. Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé.